Bà chủ, mau đem hết mấy món đặc sản lên đi. Dạ dạ, thần đem lên ngay đi ạ. Bà nhìn có vẻ không có được thông minh. Đây đây đây, đồ ăn tới rồi đây. Dạ, đây là món rồng đất xào rồng cải. Còn đây á, bò cạp và nhện hấp xả, quai xà nướng muối ớt. Trời ơi, kinh quá đi. Sao toàn mấy món chiên nướng dầu mỡ vậy? Đem món súp rồng ra đây. Dạ, thần đem lên liền đây ạ. Súp rồng nghe có vẻ dễ ăn hơn nè. Cảm ơn ngài Elias. Dạ đây, súp rồng à. Súp rồng là súp nấu cho một cái đầu rồng hả? Ủa, sao hai người không ăn rồi? Sốc nhanh quá. Mình mà không ăn gì thì dám hai cha nội kia lại gọi thêm đặc sản nữa lắm. Mấy miếng này nhìn có vẻ giống rong biển nè. Thôi hay là ăn đại đi, đã mang lên cho khách ăn chắc là không có độc đâu. Này ngon quá chừng luôn. Trời trời trời, nhìn kìa, coi cổ ăn kìa. Cô ta đang ăn kìa. Xấu xí ghê nơ luôn. Mất mặt quá đi, quê mùa thì không chịu nổi nè. Mất mặt ngài Elias. Chết rồi, là mất mặt ngài Elias hả? Liệu ngài ấy có trừng phạt mình không ta? Ủa, bộ ngon lắm hay sao mà ai cũng ăn vậy? Chỉ là rong biển thôi mà, có gì đặc biệt đâu. Elias, có gì ngon đâu mà ngươi ăn vậy? Im lặng, ăn đi. Chủ nhân, đã mua chuộc được người hầu trong quả cung. Tốt lắm. Wow, lần đầu tiên mình được đi chợ đêm ở thế giới này. Đây là gia vị sao? Nhiều loại lạ quá à. Mình muốn đi xem hết mấy gian hàng chưa ghê. Nhưng hai vị chủ nhân lại đang muốn hồi cung. Selena muốn đi chợ đêm là một vị chủ nhân tốt. Ta có nên cho phép cô ấy đi chợ đêm với ta không nhỉ? Nè, xin đại vị thượng thần cho thần được đem em gái đi chợ đêm. Chủ nhân, chúng thần nhất định sẽ về trước giờ giới nghiêm mà. Không. 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 Không có vấn đề gì. Hai người cứ việc đi chơi thỏa thích đi. Hiếm khi mới có chợ đêm nhộn nhịp như vậy mà. Được đi rồi. Đa tạ chủ nhân. Không có gì, đi lẹ lẹ đi. Ta với Elias về cung đây. Qua bên đây đi. Phải bên này nè. Tụi mình qua đây nè. Đây nhộn nhịp vui quá nè. Nhìn lên. Chà, ta đúng là vị chủ nhân tốt bụng. Về thôi Elias. Ủa, sao mặt người biến sắc vậy? Bộ bị khó tiêu hả? Nghe đồn Sôi Lê đang ở gần đây. Các người phải lục soát tìm ra cho ta. Hôm nay nhất định phải bắt hắn trả cho hết nợ. Dạ. Lại là bọn chủ nợ nữa. Elias, ta nhớ ra ta có chuyện quan trọng. Ta đi trước nha. Sao không cử động được vậy nè? Là định thân chú của Elias sao? Thì thấy Sôi Lê rồi. Sôi Lê, ngươi đừng hòng chạy nữa. Không. Elias, tại sao? Ta về cung trước đây.